trọng sinh, sản văn, truy thê hỏa tán trường, phúc hắc, kiếp trước, bạn học bạn bè đều hâm mộ Vân Lạc Nguyệt có phúc khí tốt, gả cho một người chồng đẹp trai có khả năng. Nhưng cô yên lặng nhìn được chồng ngoại tình, miễn cưỡng cười vui, ai có thể biết. Cuối cùng, chết dưới lưỡi dao của chồng. Trọng sinh gì thế, thành thành an hầu phủ đích xuất đại tiểu thư. Mẹ đẻ nguyên chủ không có ở đây, mẹ kế mặt ngoài hiền lành, sau lưng âm độc, nâng sát nguyên chủ lớn lên, nuôi dưỡng nguyên chủ thành đầu óc yêu đương ngu ngốc cả ngày đuổi theo sau mong thái tử thề phải làm thái tử phi biết được hoàng thượng đem chính mình tứ hôn cho thất vương gia vũ văn mạc có khắc thê chi danh liền cãi nhau ầm ĩ cha ruột của nguyên chủ không chỉ không quan tâm đến nàng còn tự mình bỏ thuốc khống chế nàng khiến cho nguyên chủ chết vân lạc nguyệt khép lòng lạnh nhạt chỉ muốn thanh tĩnh sống qua ngày thưa dịp ban đêm cải trang trà trộn ra khỏi phủ trời xuôi đất khiến được mạc tiên sinh cứu vào thất vương phủ cô nói mạc tiên sinh đa tạ đã cứu giúp mạc tiên sinh vậy giúp một việc cô nói được kết quả cô liền vào hố nàng nói thất vương gia hãy hợp tác vũ văn mạc được nàng nói thất vương gia ta không phải người nơi này của các ngươi nói hợp tác tất giữ lời hứa, khi cần thì toàn lực ứng phó. Vũ Văn Mạc Được Các cô nương các phu nhân Vương Phi thật đẹp Dân chúng Thất vương da mặt lạnh kia đâu Vân Lạc Nguyệt Vũ Văn Mạc Đã nói chỉ hợp tác không yêu đương Chương 001 Trùng sinh vì hầu phủ đại tiểu thư Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương 002. Cải trang kiếm tra phủ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 003. Lăng tiếng sông Hộ Thành, thành công đào thoát. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 004. Toàn thành giới nghiêm, bảy vương tìm vợ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 005 Gặp phải hảo tâm trần nương tử Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 006 Nông phụ ăn mặc lừa qua lính tuần tra Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 007 Các phương thế lực sống ngầm bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương không không ngoài ý muốn được cứu mở ra giả ngoại sinh tồn bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương không không cá của nàng bị trộm bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương không một không nàng lại muốn đem con cá mệt chết bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét